Chúng ta học sang chủ đề mới, bài mới nhé. Là cái gọi nó là đệ quy, tức là hai cái chủ đề hôm trước ấy, chúng ta từ đầu cho học qua hai chủ đề. Chủ đề một là cái khái niệm về về thuật toán, là các cái khái niệm ban đầu liên quan đến thuật toán. Mà cái chủ đề thứ hai là chủ đề các thuật toán tự nhiên, hay là toán gọi là toán châu bò, tức là chưa có gì cả. Chúng ta bắt đầu làm quen với cái thuật toán vắng, bắt đầu thử tư duy thuật toán, thiết kế thuật toán một cách rất là đơn giản, tự nhiên. Thì để dành cho những người mà chưa biết gì, thì chúng ta tập làm quen với cái những tư duy đó. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu vào một cái bài đầu tiên, là một kỹ thuật đầu tiên liên quan đến thuật toán. Là đệ quy. Thì đệ quy là một cái thuật lập trình thôi, nhưng mà nó có cả trong tư duy thuật toán nữa. Trên cái điều đây, mà đệ quy là một cái thuật lập trình rất là quan trọng, cho nên là thông thường trong tất cả các sách viết về thuật toán thì cái chương về đệ quy thường là cái chương đầu tiên nhé. Thì chúng ta có một cái bài này để chúng ta học, thì cái kỹ thuật đệ quy là cái thuật rất là đơn giản nhưng mà nó quan trọng. Rồi thì bắt đầu nhé. Chúng ta thì đệ quy là cái gì? Nôm na đệ quy là cái này. Đệ quy là cái cách chúng ta thiết kế các cái hàm hay các cái thủ tục mà nó gọi chính nó thì còn gọi đệ quy. Thế anh nói là recurrence. Thì tôi chúng ta sẽ thì cái đầu tiên mà tôi muốn nói là chúng ta cần có cái tư duy là cái sự liên hệ giữa đệ quy và quy nạp toán học. Hai cái này nó liên quan với nhau rất là chặt chẽ. Thì có rất nhiều các thuật toán là tư duy bắt đầu từ quy nạp, và bản thân cái đệ quy cũng cái tư duy của nó là bắt đầu từ quy nạp. Đấy, thì khái niệm quy nạp thì các bạn biết rồi. Thì quy nạp là gì? Quy nạp toán học là một cái phương pháp chứng minh toán học thôi. Đây tôi khi mà tôi nói về đệ quy thì chúng ta hiểu nôm na là gì, là những cái hàm, đúng không? Những cái hàm là gọi chính nó thì nó gọi là đệ quy. Thì có liên quan gì đến quy nạp? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút để chúng ta thấy là nó có quan hệ nhau như thế nào, mà chúng ta sẽ biết được rất nhiều cái thuật toán là dựa trên cái tư duy là quy nạp. Thì quy nạp là cái gì? Là một phát trình toán học thôi. Giả sử chúng ta cần chứng minh một cái tính chất nào đó, một cái tính chất P nào đó mà nó phụ thuộc vào một cái số nhân N. Đấy, cần chứng minh là cái PN là đúng, phụ thuộc vào N. Cách làm như sau. Cách làm chúng ta sẽ trải qua là hai bước. Bước 1 là ta sẽ chứng minh với N bằng 1 thì P đúng. Thì cái bước 1 này có thể là N bằng 1, có thể N bằng 2, 3 hay bằng 0, nhưng nó là bắt đầu của quy nạp. Thì cái bước này người ta gọi nó gọi là cái bước quy, nó gọi là bước cơ sở. Bước cơ sở. Còn cái bước thứ hai đó chính là gọi là quy nạp, là chúng ta chứng minh rằng nếu P đúng với N trừ 1 thì suy ra là P đúng với N. Thế thì nếu mà một tính chất P mà thỏa mãn cả hai cái này thì chúng ta nói rằng là P đúng với mọi N. Chúng ta suy ra là P đúng với mọi N. Thế thì phương pháp này người ta gọi là phương pháp quy nạp. Chúng ta chú ý nhé. Pháp quy nạp là như sau, nhắc lại là nó gồm có hai bước. Bước 1 là chúng ta chứng minh là tính chất đó đúng với một cơ sở nào đó, ví dụ là N bắt đầu từ một cơ sở đó, N bằng 1, bằng 0 hay bằng 2. Sau đó chúng ta chú ý rằng nếu N đúng với P đúng với N trừ 1 thì P đúng với N. Đó, thì cái quy nạp ta cảm giác là nó từ dưới lên, đúng không? Mà đệ quy thì lại từ trên xuống. Đệ quy thì lại từ trên xuống là cái hàm nó gọi chính đó. Nôm na là gì? Là chúng ta cần có cần phải tạo ra hay là vẽ ra một cái hàm số PN
thì trong khi đó chúng ta sẽ phải gọi bên là chỉ một ở bên trong. Thì đại khái thì con thấy là như vậy, là hai bên này nó có tương tự nhau, nó tương tự nhau. Quy nạp là n từ từ dưới lên, n từ 1, 2, 3, n lên. Còn địa quy là từ trên xuống, từ pb là ta xuống, ta gọi chính nó, pn chỉ một, pn chỉ một là gọi pn chỉ hai, cứ như vậy. Thì như vậy là ta thấy cũng có cái quan hệ rất là đơn giản như vậy. Rồi lát nữa chúng ta sẽ có một cái có cái chính quy hơn cái này, nhưng bây giờ để chúng ta trước mắt chúng ta làm một cái ví dụ đã, để chúng ta hiểu cái quy nạp, là một số ví dụ đơn giản ban đầu để chúng ta hiểu về địa quy đã nhé. Đó, chúng ta sẽ quay lại sau cái vấn đề quy nạp, một số ví dụ đơn giản về địa quy, được chưa? Rồi số 3 chúng ta quen, rất quen rồi, nhưng mà chúng ta sẽ làm lại với cái tư duy của địa quy và thiết lập hàm địa quy, chúng ta quen nhé. Đây, bài 1 là cần tính cho trước n, và cần tính là 1 cộng 2 cộng với n, thì tôi gọi cái này là Sn, cần tính cái này. Thế này chúng ta lập trình cần một vòng for là xong, đúng không nào? Nhưng bây giờ tôi sẽ làm lại cái này bằng cái địa quy. Thì các bạn thấy rằng là vì là Sn thì rõ ràng là bằng gì? Bằng 1 cộng 2 cộng n, thì có thể suy ra là 1 cộng 2 cộng n trừ 1 cộng với n, đúng không? Thì cái này nó chính là Sn trừ 1. Đấy, vậy suy ra là Sn này nó chính là bằng là n cộng với Sn trừ 1. Do đó, với cái tư duy của địa quy thì đây chính là địa quy này. Mà nhưng mà chúng ta có cái hàm số như sau nhé. Ký hiệu là function nhé. Function Sn. Đấy. Và chúng ta khai báo như sau. Là if n bằng 0 nhé. Thì return. Thì mô tả bằng pseudo code đi, cho nó dễ. Nhé. Đấy. Nhưng mà cái hàm chúng ta là cái hàm này. Bằng function này nhé. Return 0. Else được lại. Else thì chúng ta làm sao? Chúng ta return n cộng với sn trừ 1. Đấy, như vậy là cái bạn thấy là như vậy nó gọi chính nó này. Chỗ này là gọi chính nó, được chưa? Rồi thì các bạn thấy như vậy là đối với như thế ngay đối với ở đây có thấy cái phần này này. Phần này nó gọi là phần cơ sở. Đấy, cơ sở. Cái phần này này nó gọi là phần địa quy. Cùng cái hàm địa quy. Có thấy nó giống chưa? Giống ở trên này chưa? Đây. Đây, trên này nó có hai phần. Phần này nó gọi là phần cơ sở, phần này nó là phần quy nạp. Thì ở dưới này thì nó gọi là phần này là phần cơ sở, phần này là địa quy. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử tính xem là cái hàm này để tính n bất kỳ thì cái độ phức tạp của nó là như nào nhé. Tính được phức tạp thì chúng ta làm một bài toán đơn giản. Tính được phức tạp. Bây giờ tôi nhắc lại một chút là khi chúng ta học bài bản về thuật toán thì chúng ta luôn luôn bất cứ một thuật toán nào việc đầu tiên là phải tính, phân tích nó. Xem độ phức tạp nó là bao nhiêu. Đó là một thuật đầu tiên. Cái này là khác. Từ xưa nay các bạn có thể học, có thể làm cho luyện học sinh giỏi rất là nhiều, nhưng mà thường chúng ta bỏ qua tất cả những cái này. Nhưng bây giờ từ đây chúng ta phải làm quen lại, thành một thói quen đi, là cứ bất cứ ra một toán nào và tính luôn vận động đúng tập là bao nhiêu, thành thói quen và làm nhiều lần nhiều nó quen dần đi và thành như là thành cái bắt buộc là ta phải làm. Được rồi, thế bây giờ thầy tôi mới gọi là tên là cái thời gian, đó cái thời gian để mà tính, cái thời gian để tính cái hàm Sn này. Thì các bạn thấy là bạn thấy ngay là như này nhé, ta có này với n bằng 0 thì là nó chỉ có một cái hàm hồ xoánh thôi, nhưng tôi hiểu là tính là một đấy thời gian dễ đúng không? Còn trường hợp là tn bất kỳ nhé, thì nó gọi Sn trừ 1. Thấy không nào? Vậy nó chính là ở đây thời gian tính cái này chính là bằng tn trừ 1, đúng không? Đây là nó có n cộng với, đây là có một phép cộng thôi, nó bằng cộng 1. Đó, vậy chúng ta lại tính thời gian của cái hàm này. Hàm địa quy này thì chúng ta lại ra một cái công thức này mới, công thức này nó cũng gọi là công thức địa quy hay nó gọi là công thức truy hồi
để tính cái thời gian chạy của cái hàm này. Thì cái này tính rất đơn giản thôi. Các bạn có thấy ngay là đây nhân t này, n này bằng t n chỉ 1 cộng 1, tại vì luôn nó bằng là t n chỉ 2 cộng 1 cộng 1. Đúng không? Chính là bằng là t n chỉ 2 cộng 2. Và cứ như vậy chúng ta triển khai ra nó bằng là t n chỉ 3 cộng 3 bằng vân vân. Và chúng ta triển khai ra đến cuối cùng thì nó chính là bằng gì? Nó chính là bằng, đây là cái này cộng mà, nó chính là bằng là t1 t0 cộng với n, không là bằng 1, vậy nó chính bằng n cộng 1. Vậy suy ra, vậy thì suy ra là nó sẽ bằng là on, tức là đó là cái thời gian của nó là tuyến định. Bạn thấy chưa? Vậy nó rất đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta cũng và chúng ta thấy là không phải là cái đề quy nào nó cũng ra tính như này đâu. Thế ngay một lát nữa thôi là nó rất là phức tạp. Đây là cái bài đơn giản nhất. Em có thấy là cái tên n là cái gì kìa? Tên n là thời gian, độ phức tạp thời gian của thuật toán tính SCN. SCN là một hàm số, một hàm được mô tả trong lập trình đúng không nào? Thì cái thời gian tính SCN này tôi gọi nghe, đây là cái chữ này, cái chữ này này. Đây là cái, đây là một cái chương trình tin học đúng không nào? Lập trình đây. Khi chạy, khi tôi gọi cái hàm SN, gọi tôi SN, tôi gọi SN chẳng hạn, N tương án là 100 chẳng hạn, tôi gọi thì thời gian tính SN này là tôi gọi độ phức tạp thời gian thôi. Cháu cho hiểu chưa? Phân tích thuật toán, nhắc lại là tính thời gian chạy của thuật toán. Thì trước là trước tôi nói rồi là cái quy ước tính như thế nào thì chúng ta phải tính thôi. Thì khi mà tính cái độ phức tạp của thời gian của thuật toán thì người ta sẽ quy về các cái chuẩn trước nó rồi. Cái bài đầu tiên là về cái độ cái gọi là cái thang độ phức tạp. Thì nhắc lại cái này cho các bạn nhớ lại nhé, không quên nhé. Cái thang độ phức tạp thuật toán mà các nhà bác học, các nhà khoa học rất quan tâm thì nó chia thành thang như này. À, cái độ nhỏ nhất tức là hằng số, nó gọi là, nó là 0,1, là hằng là o lớn 1 là hằng số. Còn cái mức mà nhỏ là mức là loga n, logarit, cái độ phức tạp của nó là o lớn logarit n. Tiếp theo là on, thì nó là tuyến tính, cái này nó là tuyến tính. Cao hơn nữa thì nó là o của n log n, như vậy nó là n tích với n tích với log n. Còn cao hơn nữa thì nó là o n bình phương, vân vân, là o n mũ 3, vân vân, và o n mũ k bất kỳ. Thì tất cả cái mức này, chỗ này người ta gọi cái này là độ phức tạp đa thức. Tôi nói rồi. Còn cao hơn đa thức là cái gì? Là gồm có bước tiếp theo của cái này là o lớn của, ví dụ như là c mũ k, thì cái này người ta gọi là lũy thừa. Cái này gọi là lũy thừa, độ phức tạp lũy thừa là rất lớn rồi, cực kỳ lớn. Và cao hơn nữa là cao hơn mức của lũy thừa này là gì, là o lớn của n giai thừa. N giai thừa thì không kể, là thừa nhất rồi, là nặng nhất rồi, phức tạp nhất rồi. Bây giờ các bạn chỉ đưa vào máy tính, các bạn tính ví dụ một cái tính là 20 giai thừa thôi, tính nó lô kinh khủng này, chưa thấy cái lấy ví dụ thế nhé. Bây giờ được rồi, như vậy là thì đối với nhà khoa học ấy, tức là về thuật toán ấy, tất cả toán đa thức trở xuống, đa thức nhất trở xuống đây này, thì nó gọi tất cả các cái thuật toán này là thuật toán tốt. Từ đây trở xuống này nó gọi là thuật toán tốt, nói rồi nhắc lại thôi. Còn cái trên này thuật toán là tồi, mà người ta không tồi là người ta không cho coi như là tốt, mà khi mà đành chịu vậy thôi, chứ bây giờ đang luôn cải tiến để biến đổi cái thuật toán trở về nó là đa thức. Đấy, thì cái thuật toán của chúng ta đây là thuật toán là on, tức là nó là gì, nó là tính rất là tốt của chúng ta, rất là tốt, tính tổng từ 1 đến n. Khi mà chúng ta làm cái bài khác là bài này chúng ta làm chương trình mà không cần định quy thì làm lệnh lệnh for, đúng là cho sc bằng 0 này, gọi là for
y bằng 1 to n, sau đó là s bằng s của n. Đây là cái chương trình tính tổng một n từ một n mà không cần để quy. Thì cái này cho thấy có một vòng for thôi, nhưng nó hiển nhiên là on. Vậy là trong trường này là bài toán của chúng ta là gì, là làm không để quy, và để quy là được phức tạp là giống nhau là tùy định. Thấy không nào? Đó nhé. Mà ở đây tôi đang nói đến cái chuyện là để quy thì chúng ta phải chú ý, làm chú ý thôi. Bây giờ chúng ta sang ví dụ số 2. Có đây, ví dụ số 2 nhé. Là cái dãy Fibonacci chúng ta biết rồi, nhắc lại cái dãy Fibonacci nhé. À, như sau, ký hiệu là như này là F0, ký hiệu là 0 là bằng 0, F1 là bằng 1, và tổng quát là Fn bằng Fn-1 cộng Fn-2. Đây, Vn lớn hơn bằng 2. Đấy. Thì đầu bài là tính Fn. Bây giờ vào là n. Tính chúng ta đây là 0 này, 1 này, sau đó là tổng lại là 1 này. Cứ thằng sau tổng hai lần trước 2 này. 1 cộng 2 là 3 này, 2 cộng 3 là 5 này. Đúng không? Này, 3 cộng là 8 này, 11 này. Tuy nhiên vậy. Đấy, thì dãy này nó là dãy Fibonacci, một dãy rất là số rất là nổi tiếng. Và thân nó được định nghĩa bằng cách là gì? Truy hồi, công thức truy hồi đây, nó đây. Đó. Thì bây giờ từ công thức truy hồi này chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta lập cái hàm số để tính đầu vào là n dãy Fibonacci. Tôi viết nhé. Viết một cái hàm số như sau, function fn. Fn. Được chưa? Đấy, bây giờ viết cái hàm số pseudo code. Các bạn có thể về triển khai cái hàm này ở trong C cộng cộng hoặc là Pascal hoặc Python được hết, để nó giống nhau cả nhé. Đầu làm này mình làm phải đúng định nghĩa nhé. Đầu tiên là if n bằng 0, đây em không đây nhé, đồng không đây này, thì nó trả lại thì nó return 0. Bây giờ else if ngược lại, nếu else if bằng n bằng 1 thì là return 1. Còn else tức là chia làm 3 trường hợp. Em có thể phần 2 là gì ạ? Else if. À vâng ạ. Else if nhé. À không, game là gọi là cái phần 2 mà tính cái gì đó ấy. Phần 2 là cái gì? Thầy đây đấy. Fibonacci. Phần 2 này thì y cho hỏi cái này đúng không? Hay là hỏi cái gì chung bác không hiểu. Hỏi chỗ nào? Nó nhanh quá à? Vâng. Tức là chúng ta làm đây, chúng ta đang ở phần là chúng ta làm thử một cái vài bài lập trình tìm thuật toán mà là sử dụng định quy. Thì cái bài một nhỏ đơn giản là cái bài tính tổng một n. Bài hai là tính dãy Fibonacci, tính số Fn. Fn là dãy là cái dãy này, dãy số Fibonacci. Chúng ta đầu vào là n, đầu ra là tính n in ra màn hình. Được chưa? Đó. Thì chúng ta thiết lập cái hàm như này. Hàm này được định nghĩa giống như là công thức đây. Đây là công thức định của nó đây này. Thì chúng ta lấy theo nhé. Vì đầu vào này với n bằng 0 thì trả về 0. Ngược lại nếu n bằng 1 thì trả về 1. Đúng như ở đây đúng không? Còn ngược lại còn lại thì ta tính như sau. Ta tính là thì ta trả lại gì là return. Return là f n 1 cộng f n 2. Đây chính là cái thuật toán hay cái chương trình để tính cái hàm mà để tính số Fibonacci thì n. Và bạn chú ý nhé, ở trên này là cái f không hay một hai nó là công thức truy hồi của số Fibonacci, còn đây không phải, chỗ này là hàm số nhé, đây là hàm số trong lập trình. Nhưng mà thầy viết ngắn lại cho nó dễ hiểu thôi. Làm cái hàm số chúng ta khai báo ở trong Pascal chúng ta để là function, ở trong C chúng ta để là hàm int, còn ở trong Python chúng ta để là def, đúng không? Là khai báo hàm số fn này thôi. Và các bạn thấy không, như vậy ở chỗ này này, cái đoạn này này thì chỗ này chính là phần cơ sở của địa quy, còn chỗ này là phần địa quy của hàm số này.
vậy cái bài này cũng là một cái bài rất điển hình về về đệ quy, được chưa? Đấy. Mà chúng ta có thể viết chương trình, chúng ta chạy thử trên 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 máy tính xem là nó em vừa tẩy làm. Nhưng mà cái này thì nếu em lập trình kiểu đấy trên Python ấy thì cứ đến số 1024 là nó báo lỗi ngay. Khi nào nó báo lỗi? Báo lỗi như nào? Kiểu như là nó kiểu như là cái này nó chạy được quá 1024, vòng lặp quá 1024. À, tức là cái thằng Python nó hiện nay nó có một cái tham số hệ thống để nó cũng là nó cho phép các cái hàm để quy lồng nhau không được mặc định là không quá là 1000 lần. Chúng ta có thể các bạn lên mạng tìm, các bạn có cho search, chúng ta có thể thay đổi con số đó, không phải là 1000, là cho thay đổi thành 1 triệu hay là 100 triệu thoải mái, cho tha hồ mà nó đồng nhau. Mặc định của nó là như là 1000 hay là như tôi không nhớ, một cái xem lại hình như là 1000 hay là 100.000 đấy, hay là 1 triệu đấy, tôi không nhớ, nhưng các bạn xem lại nhé. Là nó là cái gì đấy? Nó có một cái hằng số hệ thống, chúng ta có thể kết lại cái hằng số đó. Theo đây tôi trả lời sau cái này nhé. Nó liên quan đến để, nhưng mà đây chúng ta đang bàn về thuật toán thôi, thuật toán nhé. Mà chúng ta phân tích xem thuật toán này, thuật toán dùng lập trình để dùng lập trình dùng hàm đệ quy để tính cái dãy Fibonacci thứ n, là xem là thứ n nó là bao nhiêu. Đấy, các bạn thấy là nó khác cái bài trước rồi đấy nhé. Bây giờ như sau này, bây giờ này mình phân tích này, chúng ta cùng nhau phân tích cái thời gian thuật toán trên nhé. Chúng ta gọi tn là cái thời gian chạy toán trên, thời gian chạy tính fn, chúng ta df là cái hàm số nhé, là cái hàm số tính fn. Chúng ta làm thử nhé. Bây giờ với t bằng 0, với t bằng 0, xin lỗi, với n bằng 0 thì là đây là hàm tính như này, hàm tính nó tính được ngay đây này, với có thêm 0 đây, n bằng 0 nó tính trả lại ngay là 1 là 0 luôn, với n bằng 1 trả lại ngay là 1 luôn, người ta suy ra ngay là gì, suy ra ngay là với t bằng 0 thì sẽ bằng 1, tức là 1 đơn vị thời gian, đúng không? T bằng 1 cũng như vậy, tính bằng 1 đơn vị thời gian, được không nào? Đây từ 2 từ mấy dòng rồi này, ta thấy ngay. Bây giờ chúng ta tính tổng quát, VN lớn bằng 2 thì là TN bằng bao nhiêu? Đây thì cái số này này. Với VN lớn bằng 2 thì nó bằng là gọi 2 lần, gọi FN trừ 1, gọi FN trừ 2. Thì chúng ta có thể suy ra là nó sẽ bằng tính bằng thời gian, chứ bằng là T của N trừ 1 cộng TN trừ 2. Đấy. Chúng ta đã hiểu chưa? Thành nhắc lại nhé. Bây giờ cần gì với cái thuật toán này? Đây là một cái hàm đệ quy đây, hàm đệ quy trên một cái bất kỳ, chạy trên Python hoặc trên Pascal hoặc trên C, mà chúng ta cần tính cái phân tích phức tạp thuật toán của cái thuật toán này, chúng ta gọi tn là thời gian chạy của cái hàm này, đầu vào là n, lập số tự nhiên, và chúng ta tính công thức truy hồi của tn thì ta có như sau, là t0 thì bằng 1, thì với 0 thì nó gọi đúng một lần, gọi đúng một lần ra thôi, bên t1 cũng là một đơn vị thời gian. Còn tn, nếu nó gọi cả hai thằng này lên, thì chúng ta sẽ, nó chính bằng là t là trừ 1 cộng tn là trừ 2. Thì đây trên cái này nó là công thức truy hồi để tính cái thời gian chạy của thuật toán. Được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ chứng minh nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh rằng cái thuật toán này, thì cái tn này là bậc lũy thừa. Thì thầy sẽ chứng minh định lý như sau nhé, một cái mệnh đề hay là định lý thì đây một cái mệnh đề cho Fibonacci, mệnh đề là tn có độ phức tạp thời gian là lũy thừa, các bạn thấy chưa? Như vậy là nôm na là đây là thuật toán mà rất là tồi, mặc dù nó là đệ quy. Cái bài trước tính tổng thì thuật toán đệ quy rất là tốt vì nó là tính, còn cái bài này thì nó hoàn toàn không tốt, nó là cái độ phức tạp của nó là lũy thừa. Còn biết rồi là trong cái bậc thang các thuật toán ấy, thuật toán thì lũy thừa là một con số rất là dở, rất là lớn. Rồi thì bây giờ chúng ta chứng minh cái này nhé, chứng minh không, đây là chứng minh hoàn toàn toán học thôi. Thì bây giờ chúng ta chứng minh như sau này,
Để chứng minh này chúng ta sẽ có một cái công thức sau đây cần phải chứng minh nhé. Cho chứng dựng chúng ta sẽ chứng minh công thức sau này. Cái này trong sách đây, quản lý trong sách ra đây. Chứng minh công thức sau cho tn là như sau nhé. Với mọi n chúng ta sẽ chứng minh được rằng là gì? Là tn sẽ lớn hơn hoặc bằng là 1/2 nhân với phi n, gọi phi n. Ở đây phi là gì? Phi là một cái số là 1 cộng căn 5 chia 2. Hơi lạ một tí đúng không? Thì cái này nó xấp xỉ 1.6. Đấy. Hay là từ công thức này ta suy ra thì là cái tn của chúng ta này nó sẽ bằng là omega của 1.6 mũ n, thì nó là cái nó là thực sự là một cái hàm lý thừa. Chỉ cái này thì là lớn hơn bằng. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ chứng minh cái công thức này nhé. Công thức này thì gọi công thức này là công thức 1 thì chúng ta chứng minh công thức 1. Thì chứng minh công thức 1 là chứng minh bằng quy nạp. Đấy là bằng quy nạp đúng không? Bây giờ với n bằng 0 đúng không? Thì chúng ta có là gì, là t0 là bằng 1 thì có phải lớn hơn hoặc bằng là 1/2 nhân với phi mũ 0 không? Thì phi mũ 0 là bằng 1. Nên đây là bằng đây chỉ là 1/2, như vậy với n bằng 0 là đúng. Đúng. Chúng ta quy nạp nhé. Chứng minh công thức 1 bằng quy nạp. Bây giờ với n bằng 1 chúng ta sẽ với n bằng 1 chúng ta có là t1 bằng 1. Có lớn hơn bằng 1/2 của phi 1 không? Phi 1 chính là gì? Chính là 1 cộng 5 chia 2 bằng là 1.6. Thì cái này bằng 1.6 chia 2. Đúng lớn thật. 1 lớn hơn 1.6. Đó. 1.6 chia 2 là nhỏ hơn bằng 1. Đúng. Như vậy là công thức này này. Công thức này là đúng với. Chúng ta chứng minh cái này nhé. Chúng ta chứng minh cái này này. Chúng mình bằng quy nạp nhé. Đấy. Bây giờ giả sử như sau, giả sử với mọi k nhỏ hơn n, ta đã có là gì, là tk lớn hơn bằng 1/2 fk. Công thức này thì gọi là công thức hai. Bây giờ thấy chúng mình như sau này, ta có này, hoàn toàn toán học nhé, ta có là tn theo công thức của chúng ta là nó bằng gì, nó bằng là tn trừ 1 cộng tn trừ 2. Đây là công thức truy hồi của cái hàm đúng không, mà theo quy nạp vì n trừ 1 là nhỏ hơn n, mà n trừ 2 nhỏ hơn n, với cái này nó lớn hơn bằng là 1/2 của phi n trừ 1 cộng với 1/2 của phi n trừ 2. Đây, cái này là theo quy nạp. Các con hiểu chưa? Hay vì chúng ta bằng những cái ta viết bằng này, ta lấy f, ta lấy 1/2 phi n trừ 2 ra ngoài, bên trong nó còn là 1 cộng với phi. Đấy, thì cái này là kiến thức mà của cấp 3 đây, là chúng ta xét cái phương trình là x bình phương trừ x cộng 1 trừ x trừ 1 bằng 0. Cái phương trình là fx. Thì đây cái delta của nó là bằng là 5. Mà sẽ ra là x1, x2 nghĩa của nó bằng bằng là 1 cộng trừ 5 chia 2. Tức là phi căn 5 chia 2. Vậy phi chính là một nghiệm. Vậy phi là nghiệm. Phi là nghiệm của phương trình trên. Nghiệm. Vậy suy ra ta có là phi bình phương trừ phi trừ 1 bằng 0. Hay suy ra là 1 cộng phi bằng phi bình phương. Thay nó vào đây thì ta có cái này nó sẽ bằng thay cái này vào đây này. Cái này ta có là bằng là gì, bằng 1/2 phi n trừ 2 nhân với phi bình phương, chính là bằng 1/2 phi n. Đấy, vậy sẽ ra là tn lớn hơn bằng 1/2 phi n. Vậy mình được chứng minh đúng không? Đó. Vậy các bạn có hiểu chưa? Cái này tôi nói nhanh là cái này, kiến thức này là kiến thức của cấp 3. Tức là cấp 3 thì cấp 2 sẽ không hiểu gì cả, nhưng mà cấp 2 chúng ta công nhận thôi. Đó, thì các bạn thấy là, nhưng mà chúng ta chứng minh được gì? Chứng minh được rằng là với mọi n thì ta có là gì? Mọi n thì chúng ta có đây, chúng ta có
tên là lớn hơn bằng 1/2 nhân phi n để nhân nhé. Và hay là tên là lớn là bằng omega của 1.6 mũ n, hay là tên là cái hàm của tiệm cận là lũy thừa. Vậy suy ra là suy ra cái thuật toán này, mình suy ra cái thuật toán này này, thuật toán tính Fibonacci của chúng ta này này là lũy thừa. Nhưng mà là như vậy, đây là cái ví dụ số 2 cho thấy rằng không phải là một cái hàm đế quy nào cũng có cái thuật toán tốt, cũng có cái độ phân giải là tốt. Chúng ta phải tính từng cái một. Ví dụ một ở trên thì là rất tốt, ví dụ hai là ví dụ là không tốt, được chưa? Thì chúng ta chú ý nhé. Rồi đây là ví dụ hai. Cái phần nó luôn là cái phần nó trước cho các bạn biết là với cái hàm mà tính Fibonacci này thì chúng ta lát nữa hoặc là về nhà bài tập chúng ta sẽ có cái bài tập về nhà ngay chỗ này, nhưng mà tôi viết tôi trước thôi là hãy tìm bài 1 là tìm cái thuật toán tính số Fibonacci thì n mà có thời gian mà có độ phức tạp rất là ngắn, độ phức tạp là ON thôi nhé. Bài 1 là bài mà bậc học sinh phổ thông đều phải biết, tức là theo lý thuyết mà tính hàm Fibonacci theo công thức theo hàm đế quy thì nó là lũy thừa, nó là 1/6 mũ n. Nhưng chúng ta có thể làm rất dễ dàng là tính hàm này mà độ phức tạp chỉ là tuyến tính thôi. Đó là bài 1, bài số 2 khó hơn nữa nhé. Bài số 2 chúng ta sẽ làm được khi chúng ta sang cái phần tiếp theo của chương trình là tìm thuật toán tính FN với độ phức tạp còn hơn nữa là ô của log của loga n còn ngắn nữa cơ, chứ không phải chỉ là n, thậm chí là log n. Mà cái đây là cái bài thiêu học sinh giỏi một chút nhưng mà cũng rất là hay nhé. Đó, các bạn thấy là như vậy là khi mà là mình chúng ta làm cái bài tập cho cái đầu bài cho con mà tính cái fn này, mà chúng ta dùng đề quy thì chúng ta chỉ ra làm đúng 1-2 test thôi, còn chúng ta làm với độ phức tạp là on chúng ta sẽ làm được 95% các cái test, nhưng không phải 100%. Thì chúng ta làm được bậc 2 này, chúng ta sẽ làm được 100% tất cả các cái test đã qua, sẽ qua nhé. Đấy, nhiều như vậy là chúng ta làm được chậm rồi. Hôm nay là cái gì đấy nhỉ? Chết rồi. Cái này từ hôm trước à? Ủa, cái này từ hôm trước rồi. Miền nó lấn ở đây làm nào bây giờ các bạn nhỉ? Cái này từ hôm trước các bạn ạ. Để tôi xóa đi nhé. Được. Cái này nó ở đâu ra nhỉ? Cái này từ hôm trước mình quên một xóa. Cái này từ hôm trước nhé. Thôi được, cái này. Được, cứ biết đây tôi sẽ xóa sau cái phần kia nhé. Bây giờ tôi đã biết giờ đây rồi, tôi biết thẳng ở đây thôi. Bây giờ không xóa bên kia nữa, tôi không xóa cả nữa, xóa cả thì mất thời gian lắm, không viết lại được. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ sang chúng ta làm xong một bài số 3. Bây giờ làm xong ví dụ 3 để cho thấy là chúng ta sẽ làm 3 ví dụ. Ví dụ 1 là tính tổng của một từ 1 đến n. Ví dụ 2 là tính số Fibonacci thứ n. Ví dụ 3 là tính cái hàm lũy thừa. Ví dụ 3 chúng ta tính a mũ n. Là biết a, biết cái hằng số a, biết hằng số a và n là tự nhiên nhé. Cái hàm này nó gọi là lũy thừa. Thì chúng ta thấy là hoàn rất dễ dàng để thấy là hiểu ngay nó chính là đề quy thôi. An bằng này, đúng không? Có bảo là có phải là bằng a nhân với an trừ 1 không? Đấy, thì nó đây nó gọi đề quy này. Đấy. Mình thì viết nhé, mình thì viết cái hàm số đó nhé, mình nó rất đơn giản, mình viết luôn nhé, function này. Các bạn cái hàm này là hàm mũ này x
x này nhé, a n để gọi cái hàm lên này, gọi cái hàm là x exponent nhé, a n như sau này, bây giờ là if này, if n bằng 0, a bằng 0 luôn bằng 1 thì tôi trả lại, tôi a bằng 0 1 bằng 1, còn else còn a bằng 1 thì nó n return là a nhân với x của a n trừ 1 nhé. Đó, đây là cái hàm hàm, và như vậy là cái em đây là cái hàm rất tự nhiên để mà tính cái, dùng địa quy, dùng địa quy để tính cái tính lũy thừa. Cái hàm này các bạn để về nhà chứng minh tiếp nhé, là độ phức tạp của nó là ON đấy nhé, ON tôi không có ai về nhà các bạn tự chứng minh lấy. Như vậy là đối với cái hàm lũy thừa thì cách tính địa quy và không địa quy như này đều là ON hết nhé. Rồi thế bây giờ chốt lại phần đầu tiên này, chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta xem lại xem là cái sự giống nhau giữa giữa đệ quy và quy nạp là nó ở chỗ nào. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem lại nhé. Đệ quy và quy nạp, đây là hai cái nó rất là hai cái phương pháp, một bên là của tin học, một bên là của bên toán học, nhưng mà nó rất là giống nhau. Rất nhiều ý tưởng của đệ quy là suy ra từ các phương pháp quy nạp, và rất nhiều cái tính toán là cái chứng minh địa quy là chúng ta phải dùng quy nạp để ra chứng minh. Như vừa chúng ta vừa thấy cái bài Fibonacci nhé, thì quy nạp chúng ta chú ý là một cái pháp quy nạp nó gồm có hai phần, phần một là phần cơ sở là phần bắt đầu để tính, phần thứ hai là phần quy nạp bao giờ cũng vậy. Còn địa quy gồm có hai phần, phần một là phần cơ sở, phần thứ hai là phần địa quy. Thì cái phần cơ sở của địa quy điểm gì, cái phần cơ sở này là nó có ý nghĩa là để làm cho chương trình nó dừng lại, chứ không có phần cơ sở địa quy luôn ấy, là nó sẽ chạy mãi mãi không bao giờ nó dừng cả. Mà nó có nghĩa là nó là bắt đầu của phần địa quy, phần cơ sở. Còn phần cơ sở của thằng này lại khác, ý nghĩa khác là chúng ta chứng minh bài toán đó cho trường hợp n nhỏ bắt đầu chủ cơ bậc của bài toán chứng minh. Như vậy là hai bên này là nó có cái rất rất là giống nhau. Nhưng mà chúng ta chú ý cái phần cơ sở là cái rất quan trọng của phần địa quy. Ví dụ tôi làm cái hàm mà tôi viết cái hàm mà để mà tôi đếm ngược nhé, tôi viết đếm ngược n, tôi sẽ in ra từ n trở xuống đúng không. Bây giờ tôi viết như này, tôi viết cái hàm này là tôi print n, xong tôi gọi đếm ngược n trừ 1. Thì nếu như này thì hàm này nó sẽ địa quy này là nó sẽ chạy mãi mãi không bao giờ dừng cả, nó không. Nhưng mà cái phần này là phần nó thiếu cái phần gọi là phần cơ sở, nhưng mà chúng ta sẽ phải thêm vào đây một phần cơ sở. Đấy, là chúng ta phải biết là if n bằng 1 đúng không, thì mới làm cái gì đó, thì print một còn else thì mới làm cái chuyện kia, else thì mới làm cái chuyện là đếm ngược nhá, là print n và đếm ngược n chỉ một. Thì chúng ta phải thêm lên một cái phần này, cái phần này là nó chính là phần cơ sở đấy. Nhưng mà cái phần cơ sở của địa quy là nó vừa là cái phần bắt đầu của địa quy gốc, nhưng mà một ý nghĩa của nó nữa là nó để cho cái hàm đó là nó dừng lại. Nếu chúng ta không có cái phần cơ sở đó thì nó sẽ chạy với vĩnh viễn mãi mãi, và như vậy chỉ là lỗi. Là chú ý nhé. Nhưng mà cái phần này để quy này là chúng ta luôn nhớ, và hai cái này nó có liên quan đến nhau rất 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 là chặt chẽ. Bên hai bên cùng có cái phần cơ sở này, phần để quy và phần quy nạp này, nó rất là giống nhau. Thằng quy nạp là từ dưới lên, thằng để quy là từ trên xuống. Tuy nhiên để quy cũng có thể là quy từ dưới lên nhé, không phải bao giờ cũng để quy từ trên xuống. Nó có thể là để quy từ dưới lên, có thể để quy từ trên xuống nhé. Đó. Bây giờ tôi nói luôn là như vậy chúng ta sẽ sang cái gọi là cái
cái thiết kế, cái phương pháp, là cái phương pháp để quy luật là như thế nào, thì chúng ta sang cái phần thứ hai của bài hôm nay, là các cái là phương pháp để quy là cái gì, phương pháp để quy khi chúng ta thiết kế một thuật toán thì phương pháp để quy là cái gì, thì phương pháp để quy để làm cái đây ta phải xóa cái này đi. Rồi, thì phương pháp quy tắc của phát quyền là cái gì? Là như sau. Là hết cái bài này chúng ta học là bài để quy nhé. Sang bài sau là chúng ta học xong phương pháp thứ hai, phương pháp rất quan trọng, gọi là phương pháp chia để trị. Thì cái chia để trị là tổng quát hơn cái để quy này một chút, mà cái để quy là cái bắt đầu là phải biết. Thì sang, khi để quy các bạn hiểu rồi thì sang cái phần sau là cái bài tiếp theo, cái chương tiếp theo là chương về chia để trị. Thì chúng ta sẽ hiểu hơn. Nhưng mà cái định quy này là cái ban đầu nó là như vậy. Rồi thì chúng ta cái nguyên tắc của nó như sau nhé, hay là phương pháp hay nguyên tắc dùng từ gì cũng được, phương pháp hay nó là nguyên tắc. Khi chúng ta cần thiết kế một cái thuật toán, một bài toán cho cần thiết một lời giải của nó, thì chúng ta thử đặt mình vào cái bài toán của chúng ta, tư duy theo phương pháp định quy như sau. Thì nó có hai cách, thì nó có hai cái ý. Phương pháp thứ nhất là chúng ta từ bài toán to chúng ta phải chia nhỏ nó ra, chia một bài toán lớn thành các bài toán nhỏ hơn. Hay là dùng khác là ta biến đổi cái bài đầu tiên, ta biến đổi cái bài toán gốc về một cái bài toán nhỏ hơn, bài toán như vậy, bài toán có kích thước nhỏ hơn, thì nó mới để quy được. Chúng ta có một cái bài toán là cái bài toán ví dụ như là p n, chúng ta biến đổi nó về để sao cho có thể gọi được là pn trừ một chẳng hạn, lấy ví dụ như vậy. Từ bài toán kích thước là n chúng ta gọi về, chúng ta làm sao chúng ta chuyển về một cái bài toán tức kích thước nó nhỏ hơn, hay là chia bài toán này thành cái bài toán nhỏ hơn. Đấy, thì kia đó là cái nguyên tắc đầu tiên. Cái chia để trị khác, cái chia để trị chúng ta có thể chia thành nhiều bài toán con, còn đối với để quy chúng ta cũng chia nhưng mà chia về một bài toán thôi, từ bài toán to chia về bài toán nhỏ, ta kéo về bài toán nhỏ. Rồi sau đó chúng ta nguyên tắc thứ hai, mỗi bộ phải làm là nguyên tắc là chúng ta phải giải quyết được, chúng ta phải giải quyết cái bài toán, phải giải quyết được cái bài toán khi kích thước nhỏ, khi kích thước khá nhỏ. Từ bên pn trừ một, pn trừ một là suy về n trừ hai, suy về n trừ ba, suy về một, tìm không, chúng ta phải giải quyết nó là không một đã. Đã giải quyết bài toán từ kích thước khá nhỏ. Thì khi giải quyết bài toán khá nhỏ rồi, chúng ta sẽ quay lại, chúng ta dùng định quy, chúng ta làm. Thì đây chính là hai nguyên tắc, hai cái phương pháp để giải các bài toán định quy nhé. Đấy. Tôi nói qua một chút về nó trước một chút thôi để chúng ta thấy là giữa cái đệ quy mà chúng ta đang học ngày hôm nay và cái buổi sau nó là chia để trị, thì nó có gì khác nhau. Thì buổi sau là cái bài sau, nó bài này là chúng ta là quan trọng hơn, nhưng mà chúng ta cũng xem qua một chút cái sự khác biệt giữa hai cái này, đúng không? Bài toán chia trị là từ một bài toán lớn trừ một bài toán to chia thành hai hoặc nhiều hơn bài toán lớn, bài toán con. Đây một cái bài toán như thế này, n chúng ta chia thành hai bài toán con, bài toán của n chia hai phần tử. Còn bên này khác, bên là từ bài toán n chúng ta cũng chia, chúng ta kéo về cái bài toán nó có n chia một phần tử, cũng có thể có n chia hai phần tử như tôi vừa nói, như vậy bài Fibonacci chẳng hạn.
nhưng mà bản chất nó vẫn là kéo về các bài toán là như thế này. Thì cái điểm khác biệt là như thế này, từ từ nhá, đây là để quy nhá. Rồi bây giờ để tôi nói tiếp chỗ này nó khó hơn tí nhá. Đây, nhầm nhé. Rồi vẫn là chia, nhưng mà chỗ này vẫn là một nhỏ của nó vẫn là chia nhé. Hai nhỏ hai bên giống nhau, là chúng ta phải giải quyết được bài toán với kích thước nhỏ đấy, kích thước nhỏ như là với n bằng 0,1 chúng ta phải giải quyết được. Thầy ơi, số 2 là gì vậy thầy? Hai là giải quyết bài toán kích thước nhỏ. Ngoài em thầy kéo lên phần trên khoảng một chút được không ạ? Em chơi ghi xong phần này. Phần nào? Phần trên là phần này cái gì? Đây 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 đây. 3,2 là phương pháp để quy nhé. Này nó có hai nguyên tắc để quy. Một là chia bài toán lớn thành các bài toán nhỏ hơn. Nói chung là nó biến đổi bài toán gốc thành một bài toán nhỏ hơn, có kích thước nhỏ hơn. Ví dụ là như thế này. Và ý thứ hai là giải quyết cái bài toán có kích thước nhỏ. Nhưng mà đây tôi sôi một chút để chúng ta có cái phân biệt giữa đề quy và chi đề trị. Bài sau sẽ là chi đề trị, nhưng mà này chúng ta làm đề quy nhé. Chỗ này có chỗ này nó bị ấy vào hai bài toán cắt các góc của sao nhỉ? Hai chỗ này bị lỗi, chỗ này nhưng chỗ này là bị đấy lại cái này nhé. Chỗ này là do nó ăn copy nhầm này, chỉ có này chỉ để chị nhé, này chỉ để chị chân lại nhé. À đây, một bài toán chia thành hai ba bài toán con. Rồi ý thứ ba mô tả sự khác biệt giữa hai bên này. Cái một cũng giống nhau là chia ra. Ý thứ hai là giống nhau là ta phải giải các bài toán con, bài toán nhỏ. Ý thứ ba là khác nhau. Ý thứ ba là gì? Là việc chia này này, cái việc chia có thể chồng lấn với nhau. Có thể chồng lấn với nhau. Còn bên này là chia nhưng mà không chồng lấn. Cái này ta buổi sau ta mới học nhé, buổi sau nữa mới học. Không chồng lấn với nhau. Như vậy là cái khác biệt giữa chia để trị với đề quy là chia chị chúng ta cũng chia nhưng mà chia cho tách ra, tách hẳn cho nhau ra, không trùng lẫn với nhau. Còn cái đề quy là chúng ta vẫn chia nhưng mà chúng ta không tách được ra, chia không tách được ra, chuyện nó rất là khó. Cho nên là cái đề quy thường là cái thường các thuật toán đề quy là nó không sử dụng đề quy thuần túy, nó không hiệu quả bằng chia để trị. Cái này chúng ta nói sau nhá. Để tôi đang nói về cái phần đề quy đã để chúng ta hình dung. Như vậy là gì? Về đề quy chúng ta nhắc lại này, chúng ta là phải từ bài toán lớn chúng ta phải chia nhỏ thành những bài toán nhỏ hơn, có kích thước bé hơn. Bài toán vẫn là như vậy nhưng mà nhỏ hơn về mặt kích thước. Chúng ta giải quyết cái bài toán với kích thước bé 0,1 chẳng hạn, xong chúng ta gộp lại để giải quyết bài toán lớn đó. Thì việc quy gộp lại đó thì có thể nó chồng lấn lên nhau, kệ nó nhé. Thì đó là nguyên tắc của cái để quy nhé. Để quy rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sang cái phần tiếp theo rất quan trọng, là chúng ta sẽ bắt đầu thực sự là chúng ta phân tích và chúng ta giải quyết các cái bài toán cụ thể bằng phương pháp để quy dựa trên ý tưởng này nhé. Và bây giờ chúng ta cùng nhau làm nào. Bây giờ ở trong phần này, phần 3,2 này là tôi bắt đầu cùng các bạn, chúng ta sẽ giải quyết một bài toán nhé. Một bài toán cũng là bài toán một, tôi gọi là bài toán A đi nhé. Bài một là chính là cái bài toán là nhắc lại bài toán là tìm kiếm nhị phân mà chúng ta đã biết từ hôm trước. Tìm kiếm nhị phân.
khi chúng ta đã có cái phương pháp đó rồi, chúng ta bài, hầu như bài nào chúng ta cũng thể, các bạn thấy là hầu hết các bài nào các bạn đều có thể dùng định quy để hết, hầu hết tất cả các bài. Tức là chúng ta làm nó có đủ tốt hay không thôi. Ôi rồi, chỗ này loạn quá. Quên mất con xóa. Xóa hết cái chỗ cũ đi. Thầy sẽ xóa sau nhé. Cái này như này. Đây, tìm kiếm nhị phân nhé. Tìm kiếm nhị phân. Hôm trước là nói với cái độ kích thước nó khác, mà hôm trước chữ to hay chữ bé. Đây, tìm kiếm nhị phân nhé. Chúng ta sẽ giải cái bài toán tìm kiếm nhị phân bìa trên cái tư duy của toán của định quy nhé. Đây, bài toán như sau này, chúng ta cùng nhau làm nhé. Đây, bạn cùng tôi làm nhanh này. Là bài toán nhé, là cho cái dãy số, cho cái dãy A1, A2, A3, AN và tăng dần xếp tăng dần. A1, A2 tăng dần như này. AN gọi cái này là dãy 1 này, đúng không? Cho số C bìa cần tìm. Tìm và thông báo. Nếu tìm thấy thì thông báo, thì trả lại, thì thông báo chỉ số K sao cho là AK bằng C nhé. Còn nếu không thấy thì trả về 0, trả về trừ 1, vì đề phòng dãy chúng ta là dãy bắt đầu từ 0. Ở trong Pascal dễ từ 1, nhưng ở trong C, trong Python dễ từ 0. Tôi có để là 1 ở đây, nhưng mà thực tế các bạn có thể từ 0 đến N trừ 1 nhé. Thì bài này là trước tôi làm rồi, tôi làm bằng tìm kiếm nhị phân rồi, nhưng bây giờ tôi sẽ phân tích và chúng ta sẽ làm nhé. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập cái thuật toán nhé. Thuật toán người ta biết rồi, là chúng ta sẽ dạy chúng ta đây. Ở trên này tôi hiệu nó là left, đây hiệu nó là right. Đằng sau chúng ta sẽ bổ đôi nó ra, ký hiệu cái này là phần tử là mid nhé. Thì nếu mà cái phần tử ở giữa này mà là bằng C thì là tìm được ngay, đúng không? Còn nếu mà phần tử ở đây là phần tử mid này, phần tử mid này mà nhỏ hơn c thì suy ra chúng ta sẽ phải bỏ cái phần đầu đi, chúng ta tìm tiếp phần tử mid đến right thôi. Còn nếu mà phần tử ở giữa này mà lại lớn hơn c thì vì dễ tăng cho nên chúng ta phải bỏ đi phần thứ hai, dùng lại phần đầu thôi. Nhưng mà chúng ta sau mỗi bước chúng ta chia đôi cái bài toán ra thành một nửa, và chúng ta tìm tiếp như vậy cho đến khi nào mà left lớn hơn right thì thôi. Được chưa? Đấy, cái đoán này bây giờ tôi sẽ viết cái đoán này bằng định quy như sau nhé. Rồi. Bài toán này tôi sẽ ký hiệu nó là binary search. Của nó là gì? Ký hiệu của nó là A này, là dãy của chúng ta này, chúng ta sẽ có 3 tham số nữa là left, right và C. Cái này chúng ta sẽ có 3 tham số. Ban đầu thì chúng ta đặt là left bằng 1, right bằng n. Và đây là cái thuật toán tổng quát để chúng ta gọi định quy. Chúng ta đặt như thế nhé. Đó, vì chúng ta làm như sau này. Bạn này search nhé. Đây, nó làm như sau này. Bây giờ chúng ta làm như sau. Đây, chúng ta đầu tiên chúng ta ở mức độ cơ sở đã nhé. If mà left bằng right
khi ta dồn dồn về khi nó bằng right thì chúng ta sẽ kiểm tra ở đây if thì ra kiểm tra này if a left bằng c thì chúng ta return trả về return cái kia đi return cái chỉ số left là left nhé là left là left right còn ngược lại else nên nếu mà a left mà không bằng c thì chúng ta coi không tìm thấy chúng ta return thân chỉ một đây là cái bước đầu tiên đây là bước cơ sở đấy bước để cho nó dừng thuật toán đúng không được chưa rồi thế bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp tục ở đây else đây if nhé else ở đây này else đây nhá else rồi else này chúng ta như sau chúng ta sẽ đặt the mid bằng left cộng right chia 2 ta dùng cái này nhé left left cộng y chia 2 chúng ta lấy cận dưới thì cái hiệu này trước nói rồi cái hiệu này là chỉ cái hàm floor của cái tính cái số nguyên lớn nhất không vượt qua số đó ở trong Python thì chỉ là phép chia nguyên nhé mid bằng cái đó nhé cái chỉ số giữa mà nếu là nó là chẵn thì ta phải lấy cái số ở bên trái nhé. Đây chúng ta viết đây đặt mid là if này if mà a mid bằng c thì chúng ta return luôn là dừng thuật toán return mid còn else else ở đây này nhá else ở đây như sau else này như sau này else ở đây chúng ta có hai lựa chọn tiếp tục nữa else là if này mid mà nhỏ hơn c này thì chúng ta tìm sang bên phải nhé thì chúng ta hỏi thì chúng ta sẽ tìm tiếp ở bên phải chúng ta return binary chúng ta gọi là lệnh quy binary search a mid cộng một y c chúng ta tìm sang bên phải của a hoặc ngược lại else thì chúng ta return binary binary search a left y trừ một c đấy bây giờ tôi nhỏ lại để chúng ta quan sát cái toàn bộ đấy toàn bộ rồi đấy nhé toàn bộ thuật toán nó nằm ở đây. Thầy ơi, chỗ đó là right trừ 1 hay là mid trừ 1 vậy thầy? Mid trừ 1 chứ không phải right. Nhầm. Chỗ này là mid trừ 1, thầy với nhầm nhé. Chỗ này là mid trừ 1. Bắt đầu nó có vấn đề. Chỗ này là mid trừ 1, chứ không phải right. Tức là nếu mà mid nhỏ hơn c, thì chúng ta tìm tiếp để quy tiếp tìm ở bên phải là mid cộng một y còn nếu mà mid mà nhỏ hơn c thì chúng ta tìm ở bên trái là left và y và mid chỉ một mà c đấy thì đây chính là cái thuật toán đệ quy của cái tìm kiếm nhị phân mà chúng ta đã biết bài trước chúng ta cùng nhau làm cái bài toán này kiếm nhị phân nhưng mà dùng lập trình bình thường dùng mình tương tác còn đây là chúng ta dùng đệ quy các bạn thấy như vậy chúng ta đây là cái bài đầu tiên mà chúng ta thấy
Rồi, thế đây là cái thuật toán chính. Em vừa thấy em vẫn chưa hiểu lắm cái phần binary search. Ý nghĩa của binary search là gì ạ? Cái hàm là cái làm cái ta sử dụng cái hàm để quy để nó gọi chính nó, để nó tìm kiếm biên thầy quay lại cái bài toán chính nhá. Đây là chỉ là cái phần để quy thôi, còn cái lời gọi chính là như thế này. Đây tôi quay lại giải bài toán nhé. Đây cái lời gọi chính như sau. Lời gọi chính của bài toán gốc tìm kiếm như sau nhé. Bài toán gốc là cho trước dây A tăng dần đều đấy nhé, tăng lên đấy, và chúng ta giải là như sau này. Chúng ta gọi là K, chúng ta đặt chặt K bằng là binary search A, một N và C. Chúng ta gọi cái này, chúng ta gọi cái này. Thì đầu tiên là left là một đấy, right bằng N là cái đầu đến cuối, đầu và điểm cuối của dãy đây. Và chị ra đây và chúng ta kiểm tra đi, if K lớn hơn hoặc bằng không thì thông báo, đúng không? Thì thông báo tìm thấy tại chỉ số K. Còn ngược lại không tìm thấy nếu K bằng trừ một thì ta thông báo gọi là else, thông báo chúng ta chú ý là đối với định quy là nó không phải một lần là ăn ngay, chúng ta phải gọi hai lần. Chúng ta ở trên này chúng ta có một cái hàm định quy, hàm định quy chúng ta không thể nào mà chúng ta không gọi ngay được, chúng ta phải dùng tổng quát là left right như thế này, đúng không? Đấy, đây là cái định quy của đồ chính nó. Còn cái phần chính nó là ở đây, đồ chính đây. Cái này các bạn chú ý, cái này là chúng ta sẽ dùng này rất nhiều lần về sau này nhé. Tất cả các thuật toán quan trọng là mà dùng định quy là phần lớn là dùng cái này đấy. Cho nên bài này là bài mẫu, chúng ta cũng chú ý bài mẫu nhé. Thấy chưa? Đây là một cái bài rất quan trọng. Và bài này về chúng ta về nhà chúng ta sẽ chứng minh, bài tập về nhà là ta chứng minh rằng là gì, cách làm chúng ta làm rồi là bài tập là như sau, là phân tích thuật toán trên là chứng minh rằng cái độ phức tạp của nó, độ phức tạp của cái thuật toán trên trên là bằng ô lớn của log n. Rất là tốt. Cái việc tìm kiếm tuần tự trên dãy bất kỳ là nó có cái độ phức tạp là tuyến tính, nhưng mà nếu mà dãy đó đã sắp xếp rồi thì tìm kiếm nghị phân nó sẽ giảm rất nhiều, là nó chỉ logarit log n. Mà gọi như trong cái thang được thang toán thì là log n là cực cực tốt, tốt hẳn so với on, log n là tốt hẳn so với n, cho nên là rất là tốt. Đây là một thuật toán rất là tốt. Mà dù nó là để quy nhé, mà nó rất tốt. Để các bạn thấy đây sẽ lại một tí nhé. Chúng ta vừa mới cùng nhau thiết kế một cái thuật toán để quy hoàn chỉnh, là chính là cái tìm kiếm nhị phân, nhưng mà để quy. Riêng cái bài toán nhị phân này chúng ta hoàn toàn có thể là dùng không để quy. Thế chúng ta chứng minh rằng là tất cả các cái thuật toán mà dùng để gọi để quy có thể không để quy. Nhưng cái hay của đề quy là gì? Nó làm cho chương trình viết chất trở nên rất là ngắn gọn, dễ hiểu. Chứ mà chúng ta nhiều khi viết không được quy rất là dài, rất là phức tạp. Còn đề quy thì là ngắn. Được chưa? Đó là bài toán số 1 nhé. Chúng ta làm ngày hôm nay này. Bây giờ chúng ta sang bài toán số 2. Rất quan trọng của ngày hôm nay nữa mà chúng tôi muốn trình bày các bạn. Là bài toán tính ước chung lớn nhất của hai số tự nhiên. A, B. Đây là bài toán này là bài toán rất nổi tiếng và rất quan trọng. Mặc dù là cái đề bất cứ học sinh nào ngay từ lớp 5 đã học rồi thì phải, 5 đến lớp 6 đã học rồi, là bài toán rất là điển hình của trẻ con học thôi.
cho hai số, cho hai số là 6, 8 chẳng hạn, vì tính ra cái ước chung nhất của nó là bao nhiêu. Thì ước chung nhất tôi sẽ dùng từ tắt là GCD nhé. 6, 8 là cái ước chung mà lớn nhất của hai số 6, 8 thì chắc là nó phải là 2 rồi, thì nó là 2. Bây giờ sẽ giữ GCD của 9, 15 hiệu rằng thế nó bằng 3, là ước chung nhất của hai số này, đồng thời là ước của 9 và cả 15, ước chung nó là 3, được chưa? Đó. Nhé, là 3. Thì ở trong từ thời phổ thông chúng ta học thì chúng ta có cách giải như sau này. Chúng ta triển khai chúng ta triển khai cái số A này ra ra tích các thừa số nguyên tố. Ví dụ như là ta thấy là ta là P1 nhân với K1 P2 K2 PS KS chẳng hạn. Còn B ta triển khai ra nó là Q1 L1 Q2 L2 QR LR chẳng hạn. Đó thì khi chúng ta tìm ra những cái ước số chung ở đây, các thừa số chung chúng ta lấy cái dĩ thừa là nhỏ nhất thì chúng ta đưa ra. Ví dụ 9 bằng là 3 bình phương, 15 bằng 3 nhân với 5. Thì chúng ta chọn 3 này là cái chung này, xong cái chọn 3 cái chung này. Và chúng ta thấy đây là cái bí thừa là 1, đây là 2, bí thừa đây nhỏ nhất là 1, vậy đa số nó là 3. Đó, là cách tính, đây là cách tính của lớp 6 nhé, học rồi. Cái này, cứ bộ em học sinh nào cấp 1, cấp 2 thì phải biết cái này. Đó, thế bây giờ chúng ta cùng nhau tính, cùng nhau làm cái thuật toán. Thì trong một số các cái sách giáo khoa thì người ta hay đưa ra con sau đây, tôi đưa con dùng trước luôn nhé. Con sau đây người ta dùng, người ta tính nhanh cái thuật toán. Đó. Thuật toán tính ước chung lớn nhất thường gặp, các bạn thường gặp ở trên các sách giáo khoa, trong các sách dành không dành cho học sinh, không dành cho học sinh chuyên tin nhé, thì như sau. Đây tôi viết cái hàm số như này, hàm số ký hiệu là gì nhỉ, ký hiệu là GCD đi cho nó chung nhé, CD A và B. Cái làm như sau này, cái làm như sau là chúng ta đây, cái làm là nếu A lớn B thì chúng ta lấy A trừ B, chúng ta giảm A bằng cách là lấy A trừ A bằng A trừ B. Còn nếu B lớn A, ta giảm B đi, giảm cái khi nào mà A bằng B thì là xong, thì là cho chúng ta đáp số. Đây là như sau, là y A khác B. Cho nên rất dễ hiểu, a khác b nhé. Xóa thêm những dưới cho con nhiều. Đây, tôi nhắc lại nhé. Đây. Y A khác B nhé. Mà đây là nếu này, nếu mà A mà lớn hơn B thì tôi giảm A đi, A bằng A trừ B. Ngược lại, nếu A nhỏ hơn B thì tôi giảm B bằng B trừ A. Vậy tôi cứ giảm A hoặc giảm B cho đến khi nào A bằng B thì thôi. Thì A bằng B thì tôi trả về, tôi đi thơm. Thì đây là cái thuật toán đã được học trong các sách giáo khoa về tin học nói chung, và học tin học bình thường để biết cả nhé. Tuy nhiên đây không phải thuật tối ưu nhất, và bây giờ chúng ta sẽ học thuật tối ưu. Cái thuật toán tối ưu của cái bài toán này là nó xuất phát từ Euclid, từ nhà thuật toán từ rất lâu rồi. Thì cái làm như sau nhé. Đây thì cái
Euclid thì đưa ra cái công thức sau đây. Khi chúng ta nhớ lại đi, cái công thức Euclid. Công thức Euclid là như thế này. Cái này chúng mình được rất dễ dàng đối với học sinh là GCD của AB thì bằng GCD của B và A mod B, A mod B là lấy số dư của A mod A mod B. Thì đây chính là công thức rất quan trọng. Euclid đưa ra mà dùng công thức này để mà tính cái ước chung nhất của hai số AB. Mà công thức này chính là công thức này đưa ra cái công thức để quy đây. Chính là cái này đưa ra cái công thức để quy để tính ước chung nhất của hai số. Cái tổng hiệu là GCD. Được rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cái này nhé, cùng nhau giải cái bài toán này, nó rất đơn giản thôi. Bây giờ tôi làm như sau này. Cách một là tôi dùng đệ quy. Hai cái này có nó hai cách là nó tương đương nhau, để biết bao nhiêu dễ nhé. Là chúng ta dựa công thức này là chúng ta đệ quy theo đúng này luôn. Đây nhé, đệ quy theo chúng cái này luôn. Đệ quy nhé, đây. Chúng ta thiết lập cái hàm là hàm function GCD của hai số A và B, số tự nhiên nhé. Đây. Hãy cho thêm một công thức nữa chúng ta chú ý, và thêm một công thức nữa. Và thêm là công thức thứ hai nữa rất quan trọng là công thức là GCD mà không A không thì nó chính là bằng A. Hai công thức này. Công thức thứ hai này là công thức dễ hiểu. Công thức thứ hai này là công thức để mà ta tính khi mà ta đưa bài toán đi quy xuống nhỏ khi nó bằng không thì nó chính là một cái bằng không thì chính bằng số kia. Rồi thì chúng ta làm cái bài này nhé. Đây bài này này, mình chúng ta sẽ giảm B đi này. Đã có nhé. If này. B này, B if B bằng 0 thì chúng ta return A. Còn else thì chúng ta return GCD của B và A mod B. Đó, đây chính là cái thuật toán mà đệ quy nhé, đệ quy. Được chưa, cái này này, như cái này. Thì đây tôi sẽ nói luôn cho các bạn xem luôn kia, tôi viết luôn các bạn một đáp án nữa ở bên phải là vẫn là cái này nhưng nó là không đệ quy. Thì cái này các bạn về nhà các bạn tìm hiểu nó chính là cái ở bên trái, nhưng vì tôi thấy quan trọng những cái đây cho các bạn xem về cái toán này này, theo tôi nó rất quan trọng. Bất cứ mà ai mà muốn học tin học bài bản mà nghiêm chỉnh phải biết cái này. Chúng ta quên cái tính toán bình thường đi và chúng ta phải quên cái cách tính này đi. Đâu nhỉ? Chúng ta quên cái này đi nhé. Cái này là cái hỏng rất nhiều này. Chúng ta tạm thời quên đi. Vì sao? Vì toán này nó không tối ưu. Mà cái dưới này mới là cái tối ưu. Cái này là cái tối ưu này. Nhé. Và toán này toán Euclid tìm ra từ cách đây mà hơn 2000 năm rồi nhé. Đây là GCD này. À, đây là cái giải không đệ quy của nó nhé. Đấy, làm như sau này. Y B mà lớn hơn 0 thì chúng ta làm sao? Chúng ta đặt là cho tính R bằng A mod B. Chúng ta bằng A bằng B và B bằng R. Và đây chúng ta cuối cùng là return A. Các bạn có thể thấy là nó chính xác là nó đấy. Bên này chính là bên này nhé. Nếu các bạn chưa hiểu, các bạn nhìn bên trái nhé. Thật ra cái bên trái là cái quan trọng này, bên trái này. Đấy, là cái quan trọng. Là nhớ cái này nhé, và chúng ta sẽ dùng nó sau này các bạn học thêm đi nữa, chúng ta luôn nhớ cái thuật toán này. Thuật toán là định lý cơ bản của Euclid đây, là phát ra cách đây hơn 2000 năm và cho đến bây giờ nó vẫn là thuật toán cơ bản nhất, một trong thuật toán cơ bản nhất trong lý thuyết thuật toán. Và đặc biệt là trong mật mã. Thế này là toàn thuyết mật mã, các bạn toàn bộ cái mật mã này chúng ta đang tất cả mọi thứ là
liên quan đến truyền thông tin bảo mật trên internet này, là các cái mã hóa công khai đều tất cả dựa trên cái thuật toán này hết. Nhưng mà cái thuật toán này là rất là cơ bản nha. Thì nếu mà học sâu hơn thì chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn, đây tôi dừng lại đây thôi. Và cũng nói luôn các bạn là như này nhé, không chứng minh được, nhưng mà các bạn có thể sang lại tìm các sách giáo khoa hay tìm các sách về tin học sâu hơn thì chúng ta sẽ cần biết nhé. Là chúng ta để chú ý như sau này, là cái độ phức tạp của thuật này là như sau. Độ phức tạp của thuật này là như sau, là nó là O của loga của min AB, rất là nhỏ, rất nhỏ luôn. Là tôi lấy min của AB cho nó, tôi lấy log lên, nhưng mà lấy loga đấy, nhưng mà độ phức tạp của nó là rất là tốt, cực kỳ tốt. Để cái chứng minh này nó cũng không phải là khó, mà nó rất là dài, và các bạn phải tìm hiểu các sách khác nhé. Bất cứ sách nào về thuật toán thì đều có cái này hết. Và tôi đang luôn đây làm trong thuật toán rất là cơ bản. Tất cả những người nào muốn học muốn học bài bản về thuật toán đều nên biết cái thuật toán này. Rồi, thì bây giờ tôi tiếp tục. Chúng ta đã biết là hai thuật toán nhé. Bây giờ tôi nói tôi thêm một chút nữa các thuật toán khác mà thật cũng là quan trọng, mà để biết là tức là bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng là mọi thứ đều có thể quy quy về để quy hết. Nói chung thì tôi sang cái C nhé. Thuật toán chèn, sắp xếp chèn mà sao tôi biết từ hôm trước nhé. Sắp xếp chèn là một cái tưởng chừng là sắp xếp, tưởng chừng không bao giờ có thể để quy được, muốn để quy được thì chúng ta cùng nhau xem lại cái sắp xếp chèn nhé. Nó gọi là insertion sort đấy, đúng không? Insertion sort. Thì cái sắp xếp này, bây giờ chúng ta sẽ tư duy của nó theo một cách khác, chúng ta có thể để quy được. Nhá. Đấy. Thì chúng ta nhớ lại này, cái này là như sau này. Bản chất là chúng ta... đây là AI, chúng ta cho y chạy từ 2 đến n, và chúng ta chèn AI vào cái vị trí đã có sẵn trong cái đoạn từ A1 đến AI trừ 1. Lúc đó là for i bằng 2 to n, và chèn AI vào cái vị trí đúng của A1, A2, AN, AI trừ 1 trước đó. Chèn được không? Được không? Đấy. Thế bây giờ đây chúng ta thấy là để quy là gì nhỉ? Để quy là gì? Để quy là như sau. Để quy là chúng ta sẽ phải chèn một phân tử từ vị trí thứ i hay gọi thứ k đi vào vị trí ở trước đó. Thì như vậy chúng ta thiết lập cái chèn là như sau nhé. Cái để quy này là để quy ngược. Để quy ngược nhé. Đây. Bây giờ như sau này. Để quy ngược. Cái hàm của chúng ta sẽ như sau. Hàm chúng ta sẽ là cái hàm là thiết lập cái hàm là insertion sort A, và đây là K. Cái hàm này là chèn AK vào vị trí đúng của các số trước K, đúng không? Đấy. Thì đây là một ví dụ rất là hay là để quy và để quy ngược đấy. Chúng ta khi gọi cái hàm chính sẽ gọi là insertion sort A2, bắt đầu từ số 2 trở đi. Và như vậy là cái hàm mà là insertion sort A
hai sẽ gọi A3, gọi A4 của A5 và dừng lại ở AN thì dừng lại thì kết thúc. Đó, như vậy là cái đây là một ví dụ của một cái cũng là đề quy, nhưng mà đề quy ngược, gọi ngược lên trên chứ không phải gọi xuôi xuống. Bất cứ lúc nào là gọi thế nào mà gọi được gọi, nhưng mà vấn đề là nó phải có địa điểm dừng, có cái phần cơ sở. Được chưa? Đấy, chúng ta chú ý nhé. Rồi sẽ làm như sau này. Chúng ta mô tả nhé. Đúng như ta mô tả cái việc là chèn AK vào phần trước đó nữa thì ta biết rồi. Chúng ta làm như sau, chúng ta đặt G bằng K nhé. Chúng ta Y, nhớ lại cái lần trước không? Y G lớn hơn 1 and AG mà lại nhỏ hơn AG chỉ 1, nhỏ hơn 1 tử trước đó thì chúng ta đổi chỗ. Đổi chỗ AG chỉ 1 mà chúng ta lùi G về. Thì về cái đoạn này là cái đoạn mà chúng ta là đổi chỗ là xong, đúng không? Rồi sau đó chúng ta sẽ gọi để quy. Để quy nhưng phải có điểm dừng. Chứ chúng ta gọi mà nó lại không điểm dừng thì chết. Vì chúng ta sẽ gọi được như sau. Đây, chúng ta gọi như thế nào? Chúng ta gọi như sau, như là if k mà nhỏ hơn n thì mình gọi k n thì không gọi nữa, k n dừng lại rồi. K nhỏ hơn n thì chúng ta sẽ gọi là gì, là insertion sort a k cộng 1. Thấy không nào? Đấy. Đây là chỗ này để quy này, chỗ này là chỗ để quy này. Đấy. Các bạn thấy để quy chưa? Để quy này là để quy ngược từ lên trên chưa? Thì đây là cái định nghĩa cái hàm hoặc cái lời gọi gốc của nó là như sau. Lời gọi và cái lời gọi chính ý, mà để chạy chương trình này là như thế này, là insertion sort a 2. Ta gọi từ 2 trở đi nó sẽ không cần một thì nó không có vô nghĩa, mà thứ hai là nó vì một luôn sẽ đúng rồi, cho nên là hai nó sẽ xếp mà chưa rồi đó. Thế giờ vẫn rồi, tôi nói thêm một toán đơn giản nữa các bạn thật thấy nhé, nó cũng là đây là D đi, bỏ thêm một toán nữa là thuật toán là tìm min max dạy dạy nhé. Bây giờ tìm min trước, còn mà max các bạn tự làm nhé. Đây. Cho trước cái dãy A1A2A3AN nhé. Thì làm sao mà có thể để quy được thì như sau. Vấn đề là max của cái dãy là gì? Max của cái dãy là a từ 1 cho đến n ấy. Nó là bằng max của an và max của a 1 cho đến n trừ 1. Thấy không nào? Đấy, trên này cái hàm max này này là nó gọi để quy được cái này này, trên này này chính là để quy đây, đúng không? Mình chúng ta viết cái hàm nhé. Đây chúng ta viết cái hàm là hàm maximum a và k. Thì khi gọi được cái gọi đến là cái gọi của nó chính là maximum an là được, đúng không? Được chưa? Rồi hàm là gọi như sau nhé, là phần cơ sở này if k bằng 1 thì return luôn, return là A1 luôn nhé. Và ngược lại else
Em phải ta đặt một cái hàm số là hàm max bằng max 3 k trừ 1. Này nha. Đấy, đặt cho ta kiểm tra cái này thôi, if đây này, chỗ này này. Đúng không? If nhé. If AK mà nhỏ hơn max thì return max. Còn else là return AK. Đấy, vậy cái hàng chúng ta là hàng. À, đây xin lỗi, đây nhận thành tôi nhầm cái này, đây gọi là max, đây là maximum mà đây nó phải sửa lại là maximum nhé, nó mới gọi, tôi mới gọi đúng đây. Đúng cái hàm đó maximum a k trừ một, phần đệ phần cái phần cơ sở là k bằng một thì trở về là a một, còn ngược lại thì ta gọi cái địa quy đây, ta tính đúng không? Cái này chúng ta cứ chứng minh này là động tác của nó chính là ON này. Nhà về các bạn mà về nhà chứng minh nhá. Đấy, thì đó, như vậy chúng ta hết giờ mất rồi. Như vậy là tôi vừa nói xong cái phần bước được có một non nửa cái bài của phần 3 này. Cái phần này rất quan trọng, thì là chúng ta bắt đầu học thiết kế thuật toán đấy. Bắt đầu học đây là chúng ta học cái thuật đầu tiên là cái thuật lập trình địa quy. Nhé. Bây giờ chúng ta sẽ học dần. Còn chúng ta nghỉ ở đây nhá. Em chào thầy ạ. Chào thầy ạ. Chào thầy, im lặng quá. Chào thầy ạ. Ừ. Thầy ạ. Ừ. Có hiểu gì không? Ừ. Khó hiểu lắm thầy ơi. Khó à? Ừ. Trời ơi. Dạ. Sao mà trở thành ấy được? Trở thành là người lập trình là học qua máy tính được. Là đây là phần rất là nên là tôi nói hơi nhanh thật, nhưng mà không thể chậm hơn nữa, chậm hơn thì chết. Vì chúng ta học cái này hôm nay là buổi thứ 6 rồi mà mới học có một tí tẹo, tức là bây giờ hôm nay mới học sang đến cái phần đầu của cái tỏ mà tính độ phức tạp đó thầy, trời ơi khó nhức đầu quá ghê luôn. Sao cái tỏ mà tính độ phức tạp đó thầy, thật sự là có đọc tài liệu đó thầy, nhưng mà nó rất là khó luôn. Khó tôi công nhận. Với lại ba cái toán học mà thầy làm á là nhìn giống như là mới học lần đầu. Ôi học khoa máy tính ấy, học toán ấy rất là biết rất nhiều về toán đó, không cần biết quá nhiều toán như dân toán, nhưng mà cũng phải biết khá nhiều về toán, nhưng mà đúng là khó, cả tôi công nhận là khó đi. Là chịu vậy. Các bạn bìa như có ai có câu hỏi gì thì các bạn cứ đưa lên những cái nhóm thì tôi trả lời cho nhé. À vừa hôm qua ở đây có cái bạn nào nhỉ, em bay ra mất rồi à, Đào hay gì nhỉ, quên tên, ra rồi. Ừ, thôi chúng ta nghỉ đây ở đây nhé. Yeah, okay. Tôi hỏi các bạn trả tôi, các bạn cứ hỏi tôi qua cái em có nhóm thì trả lời cho nhé. Anh chào thầy ạ. Chào thầy ạ. Chỗ nào là chỗ dừng lại nhỉ?